Bảo Châu xin mến chào với cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quay trở lại với kênh của Bảo Châu. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một công thức làm đẹp tự nhiên với nguyên liệu thì cũng rẻ tiền, cách làm đơn giản sẽ giúp cho làn da của mình trắng sáng, mịn nè, dưỡng ẩm và chống lão hóa cực kỳ, rất là hiệu quả luôn á các nha. Từ mặt nạ, kem, sữa tươi không đường mình sẽ kết hợp với vitamin E nha. Đó. Cách làm thì đơn giản, giúp da của mình luôn lúc nào cũng trắng sáng mịn nè. Đó, ở đây thì mình có chuẩn bị viên vitamin E, thì mình sẽ dùng 2 viên nha. Vitamin E thì dùng rất tốt cho cái da mặt của mình đó cả nha. Chống lão hóa, làm sáng da và giảm dầu nhờn, giảm sẹo, kháng khuẩn và ngừa mụn, cực kỳ rất là hiệu quả luôn. Rồi mình chuẩn bị thêm một cái nồi, cái nồi mình đã rửa sạch sẽ và mình cũng đỡ rã ráo nha. Hai viên vitamin E thì bây giờ mình sẽ dùng kéo và mình sẽ cắt mình cái đầu nhọn nha, và mình sẽ cho vào một cái nồi như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào thêm nửa bịch sữa tươi không đường nha. Thì sữa tươi không đường là một trong những cách làm đẹp tự nhiên luôn cả nhà, được ưa chuộng hiện nay, và người Việt an toàn và tiết kiệm. Thì đắp mặt nạ sữa tươi cũng giúp cho da của mình nè sạch da, cung cấp độ ẩm, mềm da và mịn da rất tốt luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái muỗng nè, và mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này để cho nó hòa quyện lại với nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi đó lên bếp luôn, và mình sẽ bật lửa nhỏ, riu riu, và mình sẽ khuấy đều cái phần hỗn hợp này nha. Đó, để cái phần sữa của mình nó không có bị lắng xuống bên dưới và nó bị cháy ha. Mình khuấy đến khi nào cái phần sữa hỗn hợp của mình nè nó sôi lên là được nha. Đó, mình khuấy cho đến cái phần sữa của mình nó đã sôi lăn tăn lên nè. Và mình sẽ nấu thêm một tí xíu nữa để cho phần sữa của mình á nó có độ sền sệt lại tí xíu ha. Khi mình làm mặt nạ kem mình thoa lên da mặt của mình á thì mình sẽ không có sợ bị dị ứng da nha. Mình rất là phù hợp cho tất cả các loại da luôn á cả nhà. Rồi bây giờ cái phần sữa mình cũng đã con sền sệt bớt rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Mình sẽ đỡ nguội tí xíu nè. Đó, và mình có chuẩn bị thêm một cái hũ thủy tinh như thế này. Các bạn có thể cho vào hũ thủy tinh giống mình, hoặc là những cái hũ nhựa và những cái vật dụng như thế này thì mình cũng trụng sơ và nước sôi và mình cũng đã đỡ khô ha. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần sữa vào luôn nè. Đó, vậy là xong rồi. Bây giờ mình cho việc mình đậy nắp lại kín, và mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh bảo quản ha. Đó, khi nào các bạn dùng thì các mình cái việc mình rửa mặt sạch nè, rau khô, và mình chỉ việc mình sẽ cho vào một ít ra một cái chén sạch ha. Và mình sẽ dùng những cái bông tẩy trang á, mình sẽ thấm vào và mình sẽ thoa vào trên da mặt, và mình massage nè từ 25 cho đến 30 phút, cho đến khi nào cái phần da mặt của mình nó khô lại thì mình sẽ đi rửa bằng nước sạch lại. Như vậy là được nè, các bạn kiên trì dùng ha. Một tuần thì mình sẽ dùng tầm khoảng 3 cho đến 4 lần, như vậy là được nè cả nhà. Đó, và khi mình thoa thêm thì da mặt của mình rất là mát luôn cả nhà, mà mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được một tuần luôn cả nhà. Đó, cách làm đơn giản mà nguyên liệu cũng rẻ tiền nữa. Đó, mình bảo quản trong tủ lạnh như vậy, khi cần thì mình sẽ dùng mình đắp mặt nạ mình thoa lên da. Khi đó thì da của mình á sẽ trắng sáng mịn nè, hồng tự nhiên, và nó có giữ ẩm cho da cực kỳ rất là tốt, và chống lão hóa cực kỳ rất là hiệu quả luôn á cả nhà. Đó, hôm nay thì mình chia sẻ cách làm đơn giản. Thì nếu cả nhà xem, nếu thấy video của mình hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ Bảo Châu nha, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký, rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình. Ý kiến gì cả nhà có thể để lại comment cho mình biết nha. Và mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cũng muốn chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Và mình sẽ hẹn cả nhà lại video lần sau.
tiếp theo của mình.